chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến trở lại với kênh Hơn Nguyễn của mình nha. Thì hôm nay mình sẽ nấu một món ăn đặc sản của cái vùng quê mình, chỗ mình ở, đó là cá lóc hấp mận Hòa An nha các bạn. Thì mận Hòa An chỉ có chỗ mình ở mới có thôi, và đây là cái món đặc sản rất là ngon của cái chỗ Hòa An mình đang ở nha các bạn. Thì cá lóc mình đã chuẩn bị rồi nè, mình mua một con cá lóc đồng về, mình rửa sẵn hết là mình sẽ hấp. Hôm nay mình sẽ làm món cá lóc đồng hấp mận Hòa An nha các bạn. Còn đây là mận Hòa An, ngày sáng mình đi chợ mình mua đây, một ký nó 40 nghìn đây, rất là ngon luôn. Mận này ăn thì nó ngọt ngọt chua chua, rồi khi mình hấp với cá thì nó quyện vào chung với cái vị cá ngọt ngọt kia, rất là ngon luôn các bạn. Thì bây giờ mình bắt đầu làm ha, mình sẽ ướp cá để một hồi chuẩn bị ở vô nồi hấp. Tí đường, sau khi mình ướp cá xong rồi thì trong thời gian đợi cá thấm gia vị á, mình sẽ gọt mận thôi các bạn. Thì ai ở Đồng Tháp chắc chắn người đó sẽ biết cái món cá lóc hấp mận Hòa An này. Cá lóc đồng á, nó ngọt hơn là cá lóc nuôi nha các bạn. Khi mà hấp mận á, thì nên mua cá lóc đồng ha. Buổi sáng á, mình đi ra mình tìm cá bự á, không có. Lóc đồng bữa rất là hiếm nên mình mua được con cá nhỏ thôi. Thì bây giờ trong thời gian chờ đợi cá hấm, mình sẽ gọt mận thôi các bạn. Khi mà mình hấp cá thì mình nên lựa những trái mận nhỏ nhỏ vừa vừa thôi, mình sẽ để nguyên trái luôn, mình khỏi phải tách ra, nó ngọt hơn. Mình đừng có mua trái bự quá, hồi sáng mình không biết á, lựa trái hơi to to như vậy nè, nhưng mà cái cô bán mận cũng nói là hấp cá thì nên lựa trái mận nhỏ nhỏ như vậy thôi, nó sẽ ngon hơn mận to. Thì đây là lần đầu tiên mình làm thử cái món này luôn đó các bạn. Mình nghe, mình có đọc báo, mình nghe nhiều người nói về món này lắm, nhưng mà mình chưa có ăn bao giờ, cho nên mình hôm nay quyết định mình làm thử. Mận này là mức ăn ngon lắm các bạn. Hồi mà sáng mình đi mua thì mình thấy có mấy cô mua về để làm mức chuẩn bị ăn Tết đó các bạn. Bạn có nghe tiếng chim hót líu lo không? Tự nhiên Tết này cái chim nó vô nhà mình, nó nằm tổ ở trong cái quạt gió mà quạt gió thông hơi á các bạn, thông hơi trong phòng nhà đó, thì tự nhiên nó mấy con chim nó vô nó nằm tổ ở trong đó đó. Không biết bây giờ nó sinh, nó đẻ trứng chưa nữa, nó vô làm tổ cũng lâu rồi đó. Thêm một cái nữa là mấy con chim này nó gan lắm các bạn, nó bay vô nhà mình như là trốn không người vậy đó. Có người ở nhà mà nó bay vô nó không sợ luôn, nó bay veo veo vô trong nhà. Thank you.
khi rửa mận xong rồi và cả ớt cũng đã thấm rồi, bây giờ mình sẽ để mận vào đây để cho vị hấp nha. Vào nồi hấp nè mọi người. Do mình không có cái nồi hấp á, cái vỉ hấp á, cho nên là mình phải để trong cái dĩa tròn, để vô cái nồi hấp như thế này nè. Thì đây nè, món cá hấp đã chín rồi nè mọi người ơi. Mình gấp ra đây nè. Đây ông xã mình sẽ ăn thử nha. Mời mọi người ăn chung với mình nha. Anh gấp miếng ăn thử cái ngon không? Miếng cá đi. Ngon không? Rồi, đây là chén của mình. Rồi, mời mọi người ăn với mình nha. Đâu mình ăn thử một miếng coi nó làm sao. Ăn thử miếng mặn nha. Miếng mặn chua chua ngọt ngọt, ngon lắm các bạn ơi, mời các bạn ăn chung với mình nha. Rồi bây giờ mình bắt đầu ăn cơm đây. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video và nhớ like và đăng ký ủng hộ mình nha.